thọ ký Bốn a tăng kiếp xưa xa từ thời sáu pháp phật đà nhiên đăng ẩn sĩ sumeda đã nguyện rằng quyết tu thành phật chẳng hằng gian nan nhận lời thọ ký truyền ban hành bồ tát đạo muôn ngàn kiếp sau độ đời giải thoát khổ đau nói ra diệu pháp nhiệm màu vô sinh bốn a tăng kiếp hết mình tạo ba la mật độ sinh thiện lành mười ba la mật thực hành cũng vì nhân thế tự sanh chặn màn từ ngày thọ ký dự hàng bất lui bồ tát sẵn sàng dấn thân vào ra sinh tử tục trần nguyện tu thành phật dấn thân cõi đời đủ điều kiện thọ ký. Phật Đà thọ ký cho ai? Chứng thành Phật quả, tương lai cũng vì. Tám điều đầy đủ được thì. Nhận lời thọ ký sẽ vì chúng sinh. Dấn thân hành đạo quên mình. Nguyện tu Bồ Tát, độ sinh thoát trần. Một là phải ở cõi nhân. Hai là nam giới không phần nữ nhi ba là có tuệ chánh tri chỉ nghe câu kệ là đi niết bàn bốn là gặp phật ra đời năm là đạo sĩ đã rời nhân gian sáu là đắc định ngũ thông bảy là buông xả thân không tiếc gì tám là ước nguyện chánh tri nguyện tu thành phật nguyện vì độ sinh phật đà trí tuệ cao minh biết người này sẽ cố sinh độ đời nên ngài thọ ký đúng thời tương lai thành phật độ đời không sai bất thối bồ tát dù mong chứng quả phật đà nhưng chưa thọ ký khó mà thành công từ khi thọ ký hanh thông trở thành Bồ Tát sẽ không thói lùi. Bồ đề tâm sẽ không lui. Ở trong sinh tử ngậm ngùi tạo ra thiền lành công đức bao la. Đã là Bồ Tát sinh ra trên đời không mang thân nữ mọi thời dẫu sinh làm thú chẳng rời sống nam không sinh vô tưởng không tâm vì không tạo được phước âm độ đời không sinh vô sắc giới thân sống lâu không tạo được nhân phật đà không sinh quỷ đói vì là nhân lành bố thí tạo ra sâu dày mang thân nhỏ nhất cũng bằng thân con chim cúc chẳng hằng bé hơn nguyện tu thành phật chẳng sờn trải qua muôn kiếp chánh chân mạnh dần mỗi ngày giảm bớt tục trần mỗi ngày công đức thêm phần thâm sâu mười ba la mật từ khi thọ ký đã thành hạnh bồ tát phải thực hành thiết tha một là bố thí cho ra hai là xử giới thật là thiện nhân ba là xuất thế tục trần bốn là trí tuệ biết phân chánh tà năm là tinh tấn thiết tha sáu là kham nhẫn oan gia hại mình bảy là chân thật chân tình tám là quyết định đã sinh không lùi chín là tự ái bao la mười là hạnh xả thật là vô biên. 13. La mật chu viên 4A. Tăng kiếp thiện hiền dựng xây 100. Đại kiếp tạo gây Kho tàng công đức dựng gây viên thành 13. La mật thực hành Với ba mức độ thường trung thượng thừa 30. Pháp độ đẩy đưa Cổ xe đại xác truyền thừa độ sinh. Sáu độ ba la mật. Mười ba la mật kể ra, nếu như rút lại, còn là sáu thôi. Một là bố thí làm lành, hai là xử giới, thực hành thiện lương, ba là nhẫn nhục phi thường, bốn là tinh tấn trên đường độ sinh, năm là thiền định tâm minh sáu là trí tuệ của mình sâu xa ở trong thiền định phân ba bao gồm có hạnh xuất xa tục trần bởi vì thiền định chánh chân phải xa trần thế ẩn thân tu trì bao gồm có hạnh thật thà bởi vì thiền định phải là thật chân bao gồm quyết định mạnh dần bởi vì quyết định thêm phần tiến tu bao gồm từ ái công phu bởi vì thiền định có tu tâm từ bao gồm hành xả cũng như hành thiền tâm xả cũng từ thiền ra sáu hạnh bồ tát sâu xa cũng như mười hạnh vậy là như nhau đại bi trí tuệ mười ba la mật cũng như sáu ba la mật đều từ đại bi đi kèm trí tuệ chánh tri vì thương trần thế ngu si mê mờ đại bi không thể làm ngơ dấn thân hành đạo đợi chờ độ sinh nương vào chánh trí của mình hành bồ tát đạo độ sinh thoát trần đại bi chánh trí là nhân Nguyện tu thành Phật, thoát trần độ sinh, mở lòng bố thí tận tình. Có bi, có trí, không sinh não phiền, tận tâm xử xới thiện hiền. Vì lòng bi trí, khởi liền không sai, xuất xa thoát tục lâu dài. Cũng vì bi trí, tương lai thoát trần, thực hành trí tuệ chánh chân cũng từ bi trí thoát trần độ sinh việc lành tinh tấn hết mình cũng từ bi trí độ sinh sau này nhẫn lòng chịu mọi đắng cay cũng từ bi trí chẳng bài thua hơn sống đời chân thật chánh chân cũng từ bi trí chánh chân thiện lành quyết tâm phổ độ chúng sinh cũng từ bi trí, thực hành thiền na, từ tâm rộng lớn bao la, tình thương trí tuệ thật là vô biên, xả tâm dính mắt mọi miền, cũng từ bi trí, vô biên thiền lành. Khi nào bi trí viên thành, là khi Bồ Tát thực hành chu viên. 13 La Mật Thiện Hiền thì Bồ Tát ở cõi thiên sáng trần, tu hành sát ngộ chánh chân, độ sinh giải thoát, cõi trần khổ đau.